thì không được phép sẩy chân. Sẩy chân phát là gãy luôn. Bị về thắng 3 trận thầu nữa. Và bây giờ mình phải thấy bản lĩnh nào, xin bài nó ít nhất sẽ ở mức ổn. Đẹp thì càng tốt, nhưng mà ít nhất sẽ phải ở mức ổn dành cho B để B có thể thi đấu được. Và là cái màu 4 rồi. Bãi quả đầu 6 cây, không sao. Giờ có một chiếc nhà BG được coi là mắc bình rồi. Đây là bãi... Ơ? À đây quả phụ. 6 cây rồi. Bãi quả phụ dành cho game thủ BB. Có luôn có luôn vô hiệu luôn này. Đồ ăn đang đẹp trận đấu này. Ở vị trí mà em thấy có luôn cả đôi voi bầy hiệu bãi quả phụ 6 cây. Đi tìm rừng thôi. Có vẻ như là trống dành cho bài IC này đấy. Map đồ có xe giò. Đồ ăn thì đã ổn rồi Bi. Dừng rú cùng xin dò thêm một chút nữa xem nó có thế hay không. Không có thì đi dâng à. Hiệu đầu 6, hiệu đầu 7. Hiệu đầu 7 dành cho game thủ BB. Có đá hiệu này về thật sát chân chính nào. Chúng ta đang đi dò luôn. Và 98 ở vị trí 6 giờ. Có thể dò bắt bóng ở 6 giờ kia rồi. Có thêm một bầy hiêu nữa đây. Đồ ăn đẹp. Hai hiêu, hai voi và một bãi quả dành cho BB. Đồ IC này là quá đẹp rồi. Quan trọng như thế nhà này thì nó đang không khung. Đồ ăn đẹp nhưng mà đổi lại BB không có thế nhà khung. Và có lẽ trận này thì BB sẽ là người đóng A chĩa thẳng vào 6 giờ rồi. Được đồ ăn đấy mất thế. Bãi quả 6 cây đẹp này. Chị Tám cũng đã thấy nhà của Bi rồi. Cảm ơn anh Quang Việt đã gửi tặng 20 sao nha. Cẩn thận vài nhầm cái G đấy. BF 26 dần bài này rồi. Thêm một cánh rừng phía bên trên nữa. Rogan,
Mình đang ngắm nghía một trận đấu bị đánh tại nhà. Đây là BB. Cái cánh rừng kia cũng giúp cho Bi có thể cơ cấu được đấy. Hơi rộng nhưng vẫn gọi là cơ cấu được dành cho BB trận này. Đây sẽ là mặt đấu mà Bi đóng trước nhà BA. Chĩa thẳng vào 6 giờ chuẩn rồi. Đây sẽ là BM. Vẫn hở à? Ở 26 dân cộng 1 và là 13-13. Em đời tốt dành cho em thủ BB. Cây chặt gỗ này đời xong, ta vẫn còn một vài cây quả cũng như là một bầy hươu ở vị trí trước nhà BS này nữa. Đấy, có thêm một cánh rừng để Bi có thể cơ cấu khủng. Được. Chẳng không biết bài vở 98 như nào đây. Cái mặt yếu của Bi là cái mặt 12 giờ xuống. Mặt này thì có A, có BA kê rồi. Mặt 12 giờ xuống là hơi rộng nhờ. Bắt đầu tăng thêm A. Một trận đấu Bi sẽ ép với 5 chiếc nhà BA. Lên đời sớm hơn dành cho BB. Sớm hơn đúng một con dân thôi, 20 giây. 98 cũng là người ép đời chuẩn, tôi nghĩ là như vậy. Rồi, 5 chiếc nhà BA chuẩn chỉ dành cho game thủ BB. Hy vọng tương cục đầu tiên Bi sẽ làm nên được nhiều điều. Chẳng có Bi lên đời sớm hơn và sẽ đi cầu luôn. Tất tay 5 cục đầu lên nhà của 98 ở vị trí 6 giờ. Đây là vị trí bãi gỗ của 98. Đó, chơi vừa bãi gỗ 98 là bài đấu cũng là 5A. 5A tới từ 98. Nhà cửa nhìn qua đang có vẻ khủng đấy. Đang đang chốt E. Có từng cùng đời thứ hai. À, trận đấu này số cũng là khá nhanh tới từ game thủ 98. Chúng ta được một cùng đời bên kia thôi. Và cao là chết 4 cùng đời còn lại. Tuần này bị lỗ nặng nhỉ. Bị lỗ nặng tuần này. Bốn bốn trên 52. Đó, 98 ra cùng bên ngoài kìa. Hai dần đứng chơi bãi quả. Một trận đấu đi đang đánh đi công nhưng bây giờ thì có lẽ là không công, không công ăn sổi được rồi. 98 là muốn ôm ngược lại nhưng tụi đi luôn sau khi ăn được tôi cùng đầu tiên. Dần dứ đánh chậm thôi, không đánh nhanh được rồi. Đóng E nửa tham. 98 đi vòng đi phải. Cổng vẫn đang lờn vờn đôi 98 và cùng đường ta đứng dốc. 98 đang điều luôn. Kìa kìa kìa, nhà bên kia, bên kia. À, dưa được bước tay và có tờn quân vào trong giữa nhà của game thủ BB. Con này về bắt, con này đấu. Cố gắng điều khéo nào, 98 cũng đang rất tập trung trong tình huống điều rồi. Thế này thế mà 98 đang có nhiều lợi thế hơn. 48 dành cho game thủ BB. Cẩn thận kìa, thế con này đồ bạn bắt đấy. Có quân dồn ra dành cho U98.
chạy đi. Tám lần chuẩn bị đi. Đã mất tay từ tầm 2-3 cục rửa của chị Tám ở trong nhà mình thôi. Đây, cái mặt kia vẫn chưa bò được kìa. Thì cũng đang cố gắng móc máy vào dân của chị Tám. Nhà mình cũng đang là khá loạn. Đây, chỗ này hai bo sư hai con vực đi. Bạn đi bắt buộc phải đi qua vòng cái BA mình đấy. Tôi móc của bị không hiệu quả rồi. Tham là 45. Tham này ông ta thì chắc chắn đang bị đè. Đây, nhà 98 là rất khủng. Cố gắng móc dần dành cho đi, nhà mình thì bay ruộng. Vẫn đang có một đơn quân rất to ở nhà thủ. Đây là những tờ móc của bì đang chưa có hiệu quả. Ngược lại những tờ vào trong nhà mình đang khiến cho bì mất tay, mất dần, mất lực nhiều hơn. Vì nó cố gắng bắt quân lẻ. Hàng là chúng ta nãy giờ quanh quẩn con số 4x rồi. Quáng điều rồi, mặt này thì cũng được, các bạn nó đông hơn, mặt này mình đông hơn được các bạn hay không? Không kịp. 198 bây giờ tham này là bao nhiêu đây? Cấu gấu sóc được 4A rồi chứ bi. Lực cái đã ổn rồi. Cố gắng hay nào. Đừng để bắt tham mà được, cái BM nó hở rộng ra rồi đấy. Bị vẫn đang luồn cung rờ vào trong để bóc dần của chị Tám. Nhà mình kia. 3 giờ 3 cung rờ ở chỗ chính. Ồ, bị được có một tổ quần to. Chị Tám cũng đã chạy dần là rất nhanh. Đồng nha. Đồng quần đấy. Hơi mất tay ở nhà. Bị đi sâu cung ở bên trong, mặt này nó kín rồi. Cố ăn được dần đội bạn nào, kín rồi đấy. Ăn được dần đi, ăn dần đi. Các bạn sẽ kéo dần vào bên trong bắt à, kéo quần vào bên trong bắt quần chúng ta rồi. Hở kìa, đi ra kìa. 44 chị Tám đang dí quần lên nhà của BB. BA98 kìa. Tham lại về con số là 40. Gặp quân, con này đông không? Chơi được. Không đông lắm, điều được. Cho dân mình. Thế nào? Là rất nhòi, chết luôn 5 dân, 6 dân dành cho núi vẻ. Ngược lại đi ăn quân 98 nào. Hàng này là 37. Thì đang bị ốp A, 98 đang rất nhiều tay. Vừa móc dần vừa bắt quần.
vì là tụt nhiều da mơ rồi. Chỗ nào thấy quân đủ 98 thế này. Chị Tám cũng đang bị bùng cơ sở. Tham này tôi nghĩ là nó cũng không chênh lệch quá nhiều đâu. Giờ bị phải bắt được lại quần của 98 thì sẽ về cân. Hà là 31. Cánh rừng thì điểm yếu này, chứ nãy giờ chết là hơi nhiều dân đấy. Phát hiện một bãi quả, 98 chạy luôn. Và bò lại. Liên tục đi luồn qua cái vị trí khe kia. Khe từ chỗ 12 giờ đấy. Đây. Ở bây giờ đứng nhiều quân với game thủ 98 thằng này 31. 98 vẫn còn để lại 1-2 cung để chơi vào những cơ sở của BB. Còn đứng để mất tham tuần này. Mất tham tuần này là tham lại bị đè mạnh luôn đấy. 34. Một cung R phía bên trong nhà. Quả này ruộng chính của 98 một chút nào. Một cung ở bên trong ruộng chính kìa. Một cung ở trong ruộng chính, bắn chết con cung R kia đi. Đây, rồi. 98 không còn ruộng nữa đâu. Đã chạy hết điền hoang tới từ game thủ 98 rồi. Và bạn đang sóc được 3 chiếc nhà BA. Vì là đứng đấu nhưng cùng đấu các bạn đâu hơn. Thôi lùi bây ơi. Thôi lùi đi, cuộc đấu mang sôi làm cái gì. Một vài tham bây giờ nó quan trọng lắm. Vẫn còn cùng đờ này. Chỉ 1-2 con thôi. Nhưng cái độ khó chịu mà 98 đem lại là rất nhiều. 27. Chỉ đã nó giữ được nhiều cung R hơn game thủ BB. Ở tờ này là khoai đấy. Có lẽ tham này chúng ta đã bị đi xuống rồi. Bọc máy có thể nói là liên tục. Hiệu quả của những móc máy này tới được 98 là cao. Nó khiến cho bị mất lực, mất cả mất cả tháo tay nữa, thậm chí còn mất cả dân. Giờ cố ăn lại dân 98 bây giờ nó bắt đầu hồi lại ruộng và có quần đứng thủ rồi. Trận đấu mà thấy nhà đội bạn khung hơn, đội bạn dễ hồi lại hơn. Khi đội bạn đã hồi được lại nhà và đi móc thì đi sẽ là người khó chơi hơn. Cứ liên tục sổ vào từ 12 giờ xuống thôi. Thế trận đã khê. Ở tỷ số là 2-5 trong thể loại AC và cả đấu nghỉ anh em nhá. Chung cuộc thì Bi thắng thể loại random với tỷ số là 5-4 và để thua thể loại AC với tỷ số là 2-5. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi và hẹn lại vào những kèo đấu ngày mai. Anh có thể sang page của game thủ Tiểu Màn Thầu để theo dõi kèo đấu mặt thầu solo với game thủ với lớp. Kèo nghỉ anh em nhá.